V-League 2020, Hà Nội FC đá với Nam Định FC, chênh lệch đẳng cấp. Hà Nội FC chấp 0,75 trái. Trận đấu giữa Hà Nội FC với Nam Định trong khuôn khổ vòng đấu mở màn V-League 2020 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 7 tháng 3 năm 2020. Anh em cùng đến với những nhận định sau đây của Tin Sốc hôm nay để đưa ra được cho mình một lời dự đoán chính xác nhất nhé. Nhận định Hà Nội FC. Câu lạc bộ Hà Nội FC vừa đoạt siêu cúp vào cuối tuần qua sau khi lội ngược dòng với chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trước các cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, để có được chiến thắng đó thì cái giá mà đội bóng thủ đô phải trả lại là quá lớn. Với chấn thương của Đỗ Duy Mạnh thì khả năng chàng trung vệ này sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải. Hơn nữa, trong bối cảnh chấn thương của Đình Trọng và Quang Hải vẫn chưa hoàn toàn được phục hồi, thì chắc chắn huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ phải vô cùng đau đầu trong giai đoạn mở màn của mùa giải mới. Tuy nhiên, từ trước đến nay, Hà Nội vẫn luôn được giới chuyên môn đánh giá cao hơn đối thủ của mình trong trận đấu sắp tới là Nam Định. Chính vì như vậy mà chiến thắng trong ngày đầu ra quân sẽ là mục tiêu mà đội chủ nhà đang hướng đến trên hành trình chinh phục danh hiệu vô địch V-League lần thứ 3 liên tiếp. Nhận định đội tuyển Nam Định FC. Còn về phía đội khách, để chuẩn bị cho mùa giải 2020, các cầu thủ của Nam Định FC đã tập trung ngay từ rất sớm và liên tục phải tập luyện trong gần 3 tháng qua. Đội hình của họ năm nay dường như không có nhiều thay đổi ở những nội binh khi chỉ đôn lên một vài cầu thủ từ tầng lớp trẻ. Còn về phần ngoại binh thì họ giữ lại trung vệ Tony, bổ sung thêm Melo và Jack Hea-son sau khi chia tay ba cầu thủ là Lê Văn Phú, Gustavo và Diogo. Bộ khung được định hình từ sớm đã khiến cho huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng đang cảm thấy vô cùng tự tin trước thềm của mùa giải mới. Tuy nhiên, với việc phải đến làm khách trên sân của Hà Nội ở ngay trong trận mở màn, thì việc giành chiến thắng của đội bóng thành Nam là rất khó khăn. Hiện tại, mặc dù vẫn đang thiếu vắng một vài chân sút trụ cột vì lý do chấn thương, thế nhưng đội hình của Hà Nội vẫn được đánh giá là đồng đều và chất lượng, đặc biệt là có thêm sự bổ sung của ngoại binh Di Maggio trên hàng công. Chính vì vậy mà Tin Sốc Tu Dây nhận định Hà Nội FC sẽ giành chiến thắng cách biệt để khẳng định vị trí đương kim vô địch. Dự đoán đội hình hai đội Hà Nội FC với Nam Định FC. Hà Nội FC, Nguyễn Văn Công, Phạm Văn Nam, Nguyễn Thành Trung, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Văn Kiên, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Đức Huy, Nguyễn Văn Quyết, P. Oma, M. Loza, Ngân Văn Đại, Nam Định FC, Đinh Xuân Việt, Lâm Anh Quang, E. Abazi, Nguyễn Hạ Long, Lê Quốc Hường, Lê Sĩ Minh, Trần Mạnh Hùng, Vũ Thế Vương, Đoàn Thanh Trường, Hoàng Minh Tuấn, Đỗ Mè Lò.